quê rồi. Cho hai cái hống. Dạ được. Mong tổ chức lễ hội xin thông báo, từ nay do lưu lượng tham quan lễ hội bắn pháo dân Nam Bộ và liên quan đến các tổ chức tham quan, người đó là sẽ đã trả lời cho chương trình tham quan nhân vừa lộng đậu ngon lắm đây, đây đặc biệt là các tổ chức tham quan lễ hội bắn pháo dân Nam Bộ và liên quan đến các tổ chức đặc biệt là các tài sản như điện thoại di động, ví tiền, dây chuyền, lắc tay.
đề nghị quý bà con cẩn trọng, nâng cao ý thức để có cảm giác, tự bảo quản tài sản, tư trang cá nhân để tránh tình trạng bị mất mát xảy ra. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức lễ hội xin thông báo. Đều tốt rồi. Cái gì? Đấy có kèm này nhỉ? Mà nó vẫn khổ. Trời uống hả gì? Ừ. Cái này đâu xong 10.000 nữa ha. Phải gọi chạy. Không có đứa là mình gửi nha. Có lâu không? Cơm trái nha. À, cơm trái kẹp. Một phần. 55.000 một phần. Đồng giá, đồng giá. 55.000 một phần. Ban tổ chức lễ hội xin thông báo, hiện nay do lưu lượng khách tham quan lễ hội Thánh Nhân Dân Nam Bộ và liên quan một ca tổ chức thông, nên đối tượng xấu đã cả tham quan để thực hiện. Bánh trứng cút kìa, bánh nhân gian là mấy cái bánh da lưỡi thôi, có ăn đâu. Nó ngọt, không mất được. Đây coi, coi là gì bánh gì? Mình ăn không? Ăn cái này nè, nhớ. Nhớ nè. Dạ dạ dạ. Đó, cái bánh này cũng không để mua đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.